đồ đi. Nói đại đi. Có 191 hộ rồi. Nằm trong danh sách mà. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 9 năm 2021, Ban Thường vụ huyện đoàn An Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trao tặng 191 túi an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực cách ly y tế thuộc ấp Thạch Phú, xã Đông Thạch, huyện An Minh. Túi an sinh với những sản phẩm thiết yếu như rau củ quả, dầu ăn, gia vị phục vụ nấu ăn sẽ được chuyển đến tận tay người dân thuộc khu cách ly y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 để người dân có thể yên tâm ở tại nhà, góp phần lớn trong việc tuân thủ và lời kêu gọi ai ở đâu thì ở đó của Chính phủ và Bộ Y tế. Chương trình túi an sinh do tỉnh đoàn Kiên Giang triển khai hưởng ứng chương trình chịu túi an sinh do Trung ương đoàn phát động nhằm tiếp tục chăm lo hỗ trợ người dân thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Các túi an sinh sau khi được tiếp nhận sẽ được các tổ chức đoàn hội phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương trao trực tiếp đến người dân để đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn xác định tiếp tục vận động nguồn lực và kết nối triển khai trao tặng thêm nhiều người dân được hỗ trợ từ chương trình ý nghĩa này. Bà Tươi, Dương ơi! Con. Bà Tươi, bà Thiếm ơi! Bà Tươi, bà Thông ơi! Từ tươi luôn thầy ơi. Ê, lấy từ tươi nè. Từ tươi luôn thầy ơi. Có nhà không trời? Được nè. Đây. Ừ, có luôn. Từ tươi luôn nội ơi. Thôi. Từ tươi thêm ơi. Chuyện cho anh em Bích. Mày, anh chuyện cho mày mới đúng mày biết cái nhà đâu còn không? Thì đó. Đây, còn không? Không. Đây, tươi nè. Đây, tươi đi. Rồi, những từ chi biết. Đây, tươi ăn chứ tươi. Tươi tươi ăn chèo ơi. Tươi tươi ơi. Rồi, cảm ơn Úc ơi. À, vậy là im tên Bích. Biết chia sẻ. Vậy là đó, anh lấy lại đây, bọc thêm bọc đi. Rồi, ba hộ rồi, đủ rồi đó. Đủ rồi đó, đằng đó dư bọc. Rồi, rồi. Nó thấy quá ngoài ta. Lấy đồ đi. Đây này. Có. Đây. Có luôn. Ông bà tính nãy chở không lấy không sao. Lấy đồ đi. Đụng giác luôn. Có luôn. Lấy đồ tiếp ơi. Đây. Đây có luôn. Đủ rồi, hết rồi. Còn 48 mộc nữa mà. 48 mộc rồi bác hộ ấy. Không không, 48 mộc rồi họ khó nghiêng nữa. Ừ. Ở đâu nữa chị? Có đủ hết trơn rồi. Ở ngoài trước lộ ra lấy giùm đi. Đây có không? Bạn. Bạn. Ở đây có không? Bạn. Có. Hỏi chú Quân không? Chú Quân hỏi cho nó đem gì vậy? Ở đây hai hộ anh Bích đây. Hết rồi nè.
Rồi ra lấy đồ vô về, vô ăn đi chị. Đây cho luôn đi, quá người ảo mà. Rồi, lấy đồ tươi ăn đi chị ơi. Rồi, chuyển sao? Đoạn quận hả? Tiên tiên cho xin bọc xanh, có đôi dép lào ngang. Nào, vậy hai kia cho xin cái bọc xanh có đôi dép lào vậy nè. Vậy hai. Nhớ tới nhà lầu nha. Ngồi tới bên đây hả? Rồi vô từ nhà ông khá chứ vậy lên. Rồi chạy lên Hoàng hết anh Hoàng ơi. Tới lên Hoàng ơi. Hả? Đang còn thiếu 48 lọc mà.